Hello mọi người, hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cái workflow bên mình mới hoàn thành cho khách. Thì cái input của cái video này sẽ là một cái link YouTube và cái output sẽ là cái video đã chỉnh sửa xong, bao gồm là viết lại kịch bản và có chỉnh sửa lại kích thước hoặc là đảo chiều video gì đó. Thì đây là tổng quan về cái workflow. Bên mình đang chia làm 5 cục, 1 2 3 4 5 6 cục. Về phần quản lý thì bên mình đang quản lý bằng Google Sheet và Google Drive tất cả những cái file audio, file sub và cái file video final thì sẽ lưu vào Google Drive và sẽ quản lý trực tiếp ở trên file Google Sheet. Đây là cái file Google Sheet để quản lý và xem trạng thái của cái video đang xử lý, sẽ có nhiều những cái option cài đặt khác nhau. bây giờ thì mình sẽ đi qua từng cái step mà cái workflow này nó đang thực hiện đầu tiên là sẽ lấy cái link video từ file quản lý sau đó thì sẽ tải cái video này xuống upload lên google drive tiếp theo ở trong cái workflow này mình sẽ xử lý lấy subtitle với hai cách khác nhau cái cách một đó là lấy subtitle từ text trong video có một vài cái video sẽ hát code cái text luôn ở trong cái video nên là mình sẽ xử lý là lấy cái text ở trong video bằng cách là mình sẽ cắt từng cái frame ở trong video ra và sẽ lấy cái text trong đó. Cái con AI mình đang dùng để lấy text đó là Gemini bởi vì nó cũng khá là rẻ và cũng đang đáp ứng được cái nhu cầu. Mình đang sử dụng con 2.0 Flash thôi cũng khá ok để lấy cái text trong 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 cái video rồi cái cách lấy sắp thứ hai ở bên mình đang dùng đó là lấy sắp từ audio nếu mà những cái video nào mà phải lấy sắp từ audio thì mình sẽ sử dụng cái thằng này mình sẽ sử dụng cái thằng eleven lab này để lấy cái sắp lấy cái text từ audio ra sau đó thì mình sẽ lưu lại vào google sheet thì đây là cái file mà sau khi đã lấy cái sắp được thì nó sẽ chia ra, ra thành từng từ như thế này nó sẽ chia theo thành từng từ và từng giây thì mình sẽ gom hết lại một chỗ và vứt vào Google Sheet như thế này. Để đến cái bước tiếp theo mình sẽ xử lý tiếp. Rồi. Cái bước thứ hai đó là xử lý chia nhỏ sắp và viết lại nội dung theo từng đoạn. Để chính xác nhất thì mình sẽ không viết lại nội dung cho cả một đoạn dài mà mình sẽ chia nhỏ từng đoạn ra để viết lại cho chính xác. Đầu tiên thì mình sẽ sử dụng con GPT 4.1 để mình viết lại cái nội dung. Tức là mình sẽ gom lại. Sẽ gom lại trước. Mình sẽ gom những cái từ đơn lẻ như thế này thành một cái cụm từ có nghĩa. Đây, mình sẽ sử dụng con GPT 4 để mình gom những cái từ đơn lẻ thành những từ có nghĩa như thế này. Đây là câu Chrome này. Đây hiện tại mình đang dùng con GPT 4.1 nha. Nếu mà mọi người muốn cái chất lượng cao hơn thì có thể nâng lên con GPT cao hơn nhưng mà mình thấy là 4.1 cũng đang khá là ok rồi. Sau khi mà mình đã gom lại được những cái câu có nghĩa rồi thì mình sẽ chuyển sang một cái con AI khác để mình tiếp tục là mình sẽ viết lại nội dung cho nó, tức là sẽ edit lại nội dung á từ cái nội dung mà viết lại có nghĩa rồi thì mình sẽ edit lại là uh, từ cái văn bản gốc thì mình sẽ chuyển sang cái văn bản mới như thế nào sau khi mà đã viết lại được rồi thì mình sẽ map với cả thời gian và update lại vào cái file đây là sau khi mình đã viết lại được nội dung này đây là original text rewrite text và có dịch sang tiếng Việt và sẽ chọn một cái từ vựng nào đó để hiển thị lên video có cả tiếng Việt tiếng Anh à, có cả tiếng Việt tiếng Nhật này cái step tiếp theo đó là xử lý tạo audio từ cái sắp đã biên soạn lại ở đây thì mình cũng sử dụng Eleven Labs để mình chuyển từ text sang uh, audio. Đây sẽ lấy sắp từ cái file Google Sheet đã biên soạn lại. Sau đó thì chuyển vào uh, Eleven Labs tạo ra những cái file audio và upload ngược lại vào Google Sheet. À, xin lỗi, uh, mình sẽ upload ngược lại vào Google Drive để Bước tiếp theo mình sẽ lấy ra và mình uh, sử dụng. Ở cái bước cuối cùng là xử lý ghép audio vào sub và video. Ở cái bước này thì mình sẽ xử lý là tạo cái file sub cho nó. Uhm, đây. Tạo cái file sub. Cái file sub cũng khá là phức tạp nên là mình tạo bằng cái file uh, ISS với cái định dạng ASS thì mọi người có thể là style cho nó uh, Màu, rồi là vị trí, rồi là kích thước, style, font các kiểu Theo nữa là mình sẽ tải toàn bộ cái file audio về lên từ Google Drive ở cái step trước ấy Thì mình sẽ tải về, lưu vào Và tiếp theo đó là mình sẽ lấy những config Config về... Uh, màu về màu nền về âm lượng sau khi mà tạo được cái script xong thì mình sẽ chạy lệnh để mình gen video ra gen video xong thì sẽ upload ngược lại lên google drive và upload vào file và clear hết tất cả những cái cách đi những cái video rồi là những cái sắp mà mình đã tải về đi Tại vì là anh khách này không có nhu cầu là auto upload lên các nền tảng nên là mình cũng không có làm. Bên mình cũng đang phát triển một cái giải pháp là có thể upload lên các nền tảng nhưng mà lại không dùng API. Thì đây là cái video mà sau khi đã edit xong thì sẽ có sắp tiếng Việt, sắp tiếng Nhật và sẽ có random chạy từ vựng nữa. Đây, từ vựng có từ vựng có tiếng Nhật và tiếng Việt này và cái tool này thì có thêm một cái phiên bản tiếng Anh nữa. Mọi người có thể là tùy chọn tiếng Việt hoặc là tiếng Anh. À, đây là toàn bộ cái workflow đã triển khai cho khách. Nếu bạn nào có nhu cầu làm những cái workflow tương tự như thế này hoặc là custom workflow thì cứ inbox cho mình nha. Cảm ơn mọi người.